Ngũ Aka Tô Hữu Bằng, soái ca không tuổi nhưng tình duyên vẫn mãi lận đận. Đối với những khán giả xem truyền hình thế hệ 8X, 9X đời đầu, bộ phim Hoàn Châu Cách Cách chắc hẳn được xem như một phần của tuổi trẻ. Với phái nữ nói riêng, chàng Ngũ Aka tài giỏi và trung tình là nhân vật chiếm trọn trái tim của họ. Mặc dù gặt hái được không ít những thành công trong sự nghiệp, nhưng có vẻ tình yêu vẫn chưa mỉm cười với Ngũ Aka Tô Hữu Bằng. Trở nên đình đám với nhóm Tiểu Hổ Đội. Tô Hữu Bằng sinh ngày 11 tháng 9 năm 1973 tại Đài Bắc, Đài Loan. Ngay từ khi còn nhỏ, Tô Hữu Bằng đã có đam mê với âm nhạc. Nhờ khả năng sử dụng tốt tiếng Anh nên anh rất hay nghe nhạc nước ngoài. Tô Hữu Bằng từng cho biết nữ ca sĩ Madonna là thần tượng của mình. Anh ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu, thành công và tỏa sáng. Hè năm 1988, Tô Hữu Bằng chính thức đặt bước chân đầu tiên vào giới giải trí khi tham gia tuyển chọn cho chương trình Thanh Xuân Đối Kháng. Ngày 27 tháng 7 năm 1988, nhóm Tiểu Hổ Đội bao gồm Tô Hữu Bằng cùng với Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng được thành lập. Tiểu Hổ Đội nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem đài. Sau này còn hợp tác cùng đàn chị trong ca khúc Thanh Bình Quả Lạc Viên gây được tiếng vang lớn. Nhóm nhạc nhanh chóng phụt sáng trở thành thần tượng hàng đầu trong lòng khán giả mọi lứa tuổi và đặc biệt là giới trẻ. Danh tiếng của Tô Hữu Bằng cũng theo đó mà vang xa. Tiếc rằng đến năm 1991, Trần Chí Bằng nhập ngũ, Tô Hữu Bằng cũng quyết định đi du học nên nhóm tan rã, mỗi người theo đuổi một con đường riêng. Bén duyên diễn xuất. Nhờ thành công trong sự nghiệp ca hát cũng như ngoại hình bảnh bao, Tô Hữu Bằng được các đạo diễn để mắt đến. Tháng 2 năm 1990, anh chính thức bước chân vào nghiệp diễn với vai đầu tay trong bộ phim Du Hiệp Nhi. Đây là dấu mốc quan trọng mở màn cho hàng loạt các dự án sau này của anh. Tô Hữu Bằng thường đảm nhận các vai diễn công tử hảo hoa, tài năng và trung tình. Vai diễn của anh nếu không phải hoàng đế thì cũng là Aka hoàng tử. Khán giả hài lòng với bất kỳ hình tượng nào mà Tô Hữu Bằng được chọn. Năm 1997, Tô Hữu Bằng được nhận vào vai Ngũ Aka trong Hoàn Châu Cách Cách của nữ sĩ Quỳnh Giao, sánh đôi với én nhỏ Triệu Vy. Vai diễn chàng hoàng tử đẹp trai, tài giỏi lại trung tình đánh dấu một mốc thành công lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Cũng sau vai diễn Ngũ Aka, anh vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A không chỉ ở Đài Loan, Trung Quốc mà danh tiếng còn vang xa khắp châu Á. Phát sóng liên tục xong hai phần của bộ phim Hoàn Châu Công Chúa, hãng truyền hình ATV liền tung ra bộ phim Tuyệt Đại Song Kiều. Khán giả chưa kịp xem xong Tuyệt Đại Song Kiều thì bên hãng truyền hình TVB, bộ phim Bí Mật Ngôi Nhà Cổ đã được quảng cáo rầm rộ, khiến khán giả nôn nao. Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà Tô Hữu Bằng đã có 3 phim phát sóng trên màn ảnh nhỏ. Tuy diễn xuất không hẳn là xuất sắc, song các nhân vật do anh thể hiện luôn tạo được thiện cảm với người xem. Vai Hoa Vô Khuyết do Tô Hữu Bằng thể hiện trong bộ phim cổ trang Tuyệt Đại Song Kiều rất khác so với cá tính ngoài đời của anh. Xem phim, khán giả có vẻ thích nhân vật Tiểu Ngư Nhi qua diễn xuất của Lâm Chí Dĩnh hơn. Tô Hữu Bằng ngoài đời nói cười luôn miệng, còn Hoa Vô Khuyết thì trầm ngâm suy tư. Anh nhiệt tình, còn Hoa Vô Khuyết lại lạnh lùng. Song giữa vai diễn và diễn viên có một điểm chung, đó là nghĩa khí, sẵn sàng hy sinh cho người khác. Thành công không dừng lại. Sau Hoàn Châu Cách Cách, người ta dự đoán Tô Hữu Bằng sẽ khó thoát khỏi cái bóng quá lớn của Ngũ Aka. Thế nhưng chàng nam diễn viên điển trai lại một lần nữa chứng minh tài năng của mình khi các bộ phim tiếp theo đều đạt thành công lớn như Bí Mật Ngôi Nhà Cổ, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tân Thiên Long Bát Bộ hay phim điện ảnh Mối Tình Đầu, Phong Thanh, Tình Hải Thời Niên Thiếu. Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Tô Hữu Bằng còn có bước chuyển hướng thành công sang vai trò nhà sản xuất. Tác phẩm Đầu Tay Tay Trái 2015 cũng gây được tiếng vang lớn. Trong ngày công chiếu, Tay Trái thu về 31,49 triệu đô. So với cái thời nổi đình nổi đám cùng với văn nhạc Những Chú Hổ Con, bây giờ Tô Hữu Bằng chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn trong giao tiếp. Giới ký giả đã dành cho anh nhiều lời khen về sự nhiệt tình cộng tác với họ. Trước mọi câu hỏi, anh đều trả lời thỏa đáng. Vài năm trở lại đây, anh rất ít xuất hiện với vai trò diễn viên. Người hâm mộ chỉ được gặp lại anh với vai trò giám khảo China Got Talent, hội ngộ cùng Triệu Vy hay vai diễn khách mời trong Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ. Dù vậy, người hâm mộ vẫn luôn mong chờ Tô Hữu Bằng sẽ xuất hiện với những vai diễn tiếp theo do anh sản xuất. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Thường lên núi ngồi thiền. Kể từ đầu năm 2012 đến nay, khi rảnh rỗi, nam diễn viên thường lên núi ngồi thiền để tĩnh lặng suy nghĩ. Mỗi đợt lên núi của Tô Hữu Bằng kéo dài 10 ngày. Trong thời gian này, anh hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống và công việc thường ngày. Anh không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không sử dụng điện thoại, không dùng đến Internet. Chỉ khi xuống núi, nam diễn viên mới trở lại cuộc sống bình thường.
Tô Hữu Bằng chia sẻ, ban đầu anh đến với Phật Pháp chỉ vì hiếu kỳ, nhưng sau đó thông qua ngồi thiền, anh mới phát giác ra bản thân thực sự cần điều gì. Nam diễn viên cho biết, trước kia quả là tôi chỉ biết lao đầu vào công việc, bận rộn, nhưng cuối cùng cũng không biết bản thân đang làm cái gì. Còn bây giờ tôi hy vọng có thể nghiên cứu sâu về thiền hơn nữa để tâm hồn luôn được tĩnh lặng. Tô Hữu Bằng tâm sự nghiệp của tôi bắt đầu rất sớm khi mới 15-16 tuổi, nhưng mãi tới hôm nay tôi mới thật sự tận hưởng những thành quả mình đạt được. Bởi vậy, điều tôi quan tâm nhất hiện nay là công việc thuận lợi, hiệu quả diễn xuất được nâng cao. Vừa làm diễn viên, vừa làm ca sĩ, tôi còn đòi hỏi gì hơn? Tôi dự tính sau một vài năm nữa sẽ rút khỏi làng giải trí để lưu lại những hồi ức đẹp trong lòng khán giả. Sự ra đi đúng lúc bao giờ cũng là cần thiết. Tôi sợ đến một giai đoạn nào đó, khán giả sẽ chán và lãng quên tôi. Những mối tình câm lặng. Tài năng là vậy, nhưng chuyện tình cảm của Tô Hữu Bằng luôn là ẩn số. Thời gian đóng hoàn trong Cách Cách, có tin đồn nói rằng vì anh mà Lâm Tâm Như chia tay Lâm Chí Dĩnh. Chia sẻ trên một tạp chí, Lâm Tâm Như thừa nhận chuyện tình cảm đổ vỡ vì Tô Hữu Bằng. Trong một cuộc phỏng vấn, Tô Hữu Bằng tiết lộ anh và cô nàng diễn viên họ Lâm hẹn ước nếu đến tuổi 40 vẫn chưa có người yêu, cả hai sẽ lấy nhau. Tuy nhiên hiện tại thì Lâm Tâm Như đã kết hôn với nam tài tử Hoắc Kiến Hoa. Sau khi hợp tác chung trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, Tô Hữu Bằng và Triệu Vi vẫn luôn được coi là một cặp đôi trai tài gái sắc cả trên phim lẫn ngoài đời. Họ còn tham gia nhiều tác phẩm khác cùng nhau và có mối nhân duyên sâu sắc. Bản thân Hữu Bằng phải thừa nhận rằng, trong số các nữ diễn viên từng đóng chung, người duy nhất mà anh cảm thấy rung động chính là Triệu Vi. Đáng tiếc, én nhỏ trước sau cũng chỉ xem Tô Hữu Bằng là bạn tốt, họ luôn ủng hộ nhau trong cuộc sống và những hoạt động nghệ thuật. Hiện nay, Triệu Vi đã có gia đình hạnh phúc, êm ấm bên chồng doanh nhân và cô con gái nhỏ, còn Tô Hữu Bằng vẫn lẻ bóng một mình. Giai đoạn từ năm 2001 đến 2005, nàng Tiểu Yến Tử liên tục gặp chuyện xui xẻo, hình ảnh bỗng nhiên bị bôi đen với tội đánh người, mặc trang phục có quốc kỳ Nhật Bản. Chính Tô Hữu Bằng đã dũng cảm lên tiếng bênh vực, minh oan cho Triệu Vi. Hành động này khiến Triệu Vi rất cảm động. Triệu Vi hiểu rằng cô đã vô cùng may mắn khi có Tô Hữu Bằng làm bạn. Không chỉ dừng lại ở đó, Tô Hữu Bằng còn bộc bạch tình cảm anh dành cho nàng Tiểu Yến Tử ngày nào. Dù cô ấy là Tiểu Yến Tử hay đạo diễn Triệu, cô ấy có gầy hay béo thì cô ấy luôn là nữ thần không thể thay thế trong lòng tôi. Thà giang dở còn hơn bị lừa gạt. Đổ vỡ rất đau khổ, tôi không quen được với điều đó. Bất cứ lúc nào khi bắt đầu một mối quan hệ, tôi luôn suy nghĩ muốn sống với người tôi yêu mãi mãi. Tôi rất nghiêm túc về chuyện này. Tôi đã từng bị người ta lừa và biết đau khổ ra sao. Vì vậy, với tôi, sự chung thủy trong tình yêu là vô cùng quan trọng. Bây giờ tôi thà hy sinh để tình yêu dang dở, còn hơn bị lừa gạt một lần nữa. Tô Hữu Bằng chia sẻ về chuyện tình cảm. Trước câu hỏi, anh cần tình yêu chứ? Tài tử này khẳng định, tình yêu đối với tôi không quan trọng như thời còn trẻ. Nói văn hoa thì khi ngày càng trưởng thành, tôi không chờ đợi người khác đến yêu mình mà muốn được yêu người khác một cách chân thành hơn, trọn vẹn hơn. Người tình trong bóng tối suốt 12 năm qua. Đến thời điểm hiện tại, Tô Hữu Bằng vẫn không công khai hẹn hò hay nhắc tới chuyện kết hôn, thậm chí chẳng quan tâm đến những tin đồn về giới tính của mình, khiến không ít fan hâm mộ cho rằng nam diễn viên đã có người yêu lâu năm hoặc bí mật kết hôn nhưng giấu kín để tránh gây sự chú ý. Cụ thể, trong đám cưới của Cổ Cự Cơ diễn ra hồi tháng 11 năm 2015, Tô Hữu Bằng đã công khai đến dự cùng với một phụ nữ tên là Ami. Nhiều người cho rằng đó là người tình trong bóng tối của nam diễn viên trong suốt 12 năm qua. Người hâm mộ lâu năm dễ dàng nhận thấy rằng Ami chính là cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tô Hữu Bằng trong khá nhiều sự kiện. Người này từng là trợ lý của nam diễn viên nổi tiếng, cả hai từng công khai hẹn hò hồi năm 2008 nhưng sau đó chia tay. Trước đây, Lâm Tâm Như từng gọi Ami là chị dâu nhưng vì sợ người hâm mộ phát hiện ra nên cô đã xóa dòng bình luận này. Nhiều người cho rằng vì để che giấu thân phận của Ami giúp tránh đi những phiền toái không đáng có, Tô Hữu Bằng đã nhất mực giữ im lặng về chuyện tình cảm hay bỏ mặc những tin đồn giới tính của mình. Đây cũng chính là cách mà nam thần Trung Hán Lương cũng đã sử dụng để giữ kín chuyện cưới vợ, sinh con. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!